Xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với blog Nguyễn Văn Thắng.com, và đây là một số những cập nhật nhanh về VNetwork. Thì trong sáng ngày hôm nay ngày 13 tháng 3, Thắng thấy rằng có một số những cập nhật rất là vui để cho chúng ta, đặc biệt là cái thông tin đó là khi chúng ta truy cập vào cái ví của chúng ta thì chúng ta sẽ thấy nó có một cái thông báo rất là quan trọng, đó là Important Pi Wallet Update, là từ ngày 20 tháng 3 này là cái tên miền wallet.py nó sẽ thay thế bằng wallet.pnet.com. Cái điều này nó rất là quan trọng bởi vì là chúng ta sẽ thấy cái sự đồng bộ giữa cái P browser cũng như là cái Pnet. Và khi chúng ta vào pnet.com á, như Thắng đã chia sẻ trong cái video trước, đó là chúng ta thấy cái sự đồng bộ rất chi là rõ ràng giữa P browser và cái Pnet rồi. Đặc biệt là ở đây mình sẽ thấy nó có cả cái phần Explore the Ecosystem. Bạn lưu ý nó không ghi là testnet nữa mà nó ghi là Explore the Ecosystem thôi. Tức là nó không phải là ứng dụng test nữa, và khi chúng ta kích vô á, hiện tại mặc dù nó vẫn đang ở một số cái là testnet nhưng mà tương lai chắc chắn rồi nó sẽ không còn chữ testnet nữa, tức là khi mainnet nó xảy ra thì sẽ không còn nữa đó. Và đây người ta cũng ghi rất là rõ là cái nào là không phải là pnet app đó, người ta cập nhật rất là mới như vậy để cho chúng ta nhìn thấy là khi sau này á, là nó sẽ đổi cái tên miền ở đây các bạn, đó là pnet wallet.com, tức là mặc định là gì, khi mình kích vào cái ví này này nó hoạt động được. Và các bạn lưu ý rằng là bây giờ hiện tại nó ghi là nó vẫn chưa hỗ trợ pnet thì nó yêu cầu chúng ta phải tải cái P browser. Nhưng trong tương lai khi nó hỗ trợ cái wallet.pnet.com thì chúng ta hoàn toàn có thể tạo ví ở trên này. Tuy nhiên các bạn, để mà đảm bảo cái tính toàn vẹn của mạng lưới, tức là để cái người tham gia vào mạng Pi nó cũng đạt được các cái tiêu chí về tội phạm rửa tiền chống khủng bố, thì rõ ràng là cái khuyến nghị của tất cả các cái mọi người đó chính là chúng ta nên tải P browser để chúng ta xác thực KYC. Nhưng khi mà chúng ta thấy rằng là cái mục KYC nó cũng nằm ở đây ấy, thì rất có khả năng là tương lai nó cũng sẽ có hỗ trợ cái KYC bằng cách sử dụng thông qua cái trình duyệt Pnet. Tức là mình vẫn thao tác trên pnet.com nhưng mình vẫn phải song song với đó sử dụng cái điện thoại cài P browser để mà quét cái mã QR để mà cập nhật cái dữ liệu về căn cước công dân, về bằng lái xe đó, để chúng ta có thể KYC đó. Thì đấy là một cái rất là hay. Và theo những cái cảm nhận cá nhân của Thắng thì rõ ràng cái điều này hoàn toàn khả thi khi mà cái tính năng gọi là switcher này, switcher đây theo Thắng hiểu, theo cái cảm nhận của Thắng đó chính là cái switcher này nó là cái switch từ cái P browser sang cái Pnet. Tức là khi mà chúng ta kích vào gần switcher này thì mình sẽ lựa chọn là mình tải cái ví của mình, tải toàn bộ cái dữ liệu trên cái P browser này lên trên cái cục mainnet. Thì giống như các cái ví khác các bạn, thì các bạn hãy quét cái mã QR để các bạn kết nối. Ví dụ như chúng ta có thể thấy Thắng sẽ trình xấu lại, tất nhiên là mọi người đã biết rồi nhưng một số cô chú anh chị các bạn không rành về crypto ấy, thì chúng ta có thể thấy khó. Ví dụ như Thắng vào cái trang OpenSea chẳng hạn, nó là một cái trang chuyên về cái NFT, thì cái trang này nó sẽ hỗ trợ rất nhiều các cái loại ví khác nhau, trong đó là nó sẽ có cái cổng hỗ trợ chung, đó là cổng hỗ trợ Wallet Connect 2.0. Và khi các bạn kích vào cái phần này này, các bạn sẽ nhìn thấy đây là những cái ví nó hỗ trợ. Đó, thì mình kích vào đây mình sẽ thấy cái Wallet Connect này. Đó. Thì các bạn kích vào đây thì nó sẽ hiển thị ra một cái mã QR như này. Thì bạn chỉ cần lấy cái điện thoại của bạn mà nó cài cái ví wallet ấy, bạn quét cái mã QR này là nó sẽ tự kết nối cái ví của bạn với cái website OpenSea này thôi. Đó. Thì nó cũng sẽ tương tự giống như là đối với cái pnet.com này. Nó cũng sẽ phải cần có một cái cổng nào đó nó kết nối được giữa cái Pi browser với cái Pnet. Rồi và có thể nó cũng sẽ giống như cách mà chúng ta kết nối với Pnode chẳng hạn. Đó. Thì nó cũng sẽ có một cái mã code này để chúng ta quét. Thì chúng ta nhập cái mã code đó vào trong cái ví wallet. Có thể là khi mình kích vào cái nút switcher nó sẽ thông báo cái đó. Thì khi mình nộp cái thông tin nó vô thì là nó sẽ tự động kết nối giữa cái Pnet của bạn với cái Pi browser của bạn. Đấy cũng là một cái hình thức rất là hay. Thì nó sẽ có hai khả năng này như vậy nhé. Nó gần như là một cái bảng gọi là copy nguyên chiếc như thế. Và khi bạn kích vào wallet bạn có thể cập nhật ví, chuyển tiền một cách bình thường. Tất nhiên là nó có thể sẽ vẫn yêu cầu cái sinh trắc học từ từ cái điện thoại của bạn để chuyển pi, chuyển ví. Cái đấy là cái điều mà có thể sẽ yêu cầu, cái đó thì Thắng sẽ không biết được, bởi vì ở cái thời điểm hiện tại thì rõ ràng là mình vẫn đang đưa ra những cái phỏng đoán thôi. Nhưng cái tín hiệu này cho thấy rằng là một trong những cái trải nghiệm cực tốt, thông tin này nó thậm chí còn đến trước cả cái ngày P-Day. Tất nhiên rồi, những cái thông tin chúng ta mong chờ nhất chắc chắn nó sẽ xảy ra, đó là cái người chiến thắng trong cuộc thi P-Commerce Hackathon, và chúng ta sẽ có một cái ứng dụng để vào đó chúng ta có thể tìm những cái người người ta sẵn sàng cung cấp dịch vụ trao đổi hàng hóa bằng P một cách rõ ràng hơn thông qua cái công việc như vậy, và chúng ta hoàn toàn có thể thanh toán bằng P trực tiếp trên đó, và chúng ta chỉ cần đến đó lấy dịch vụ.
dụ như ăn uống ngủ nghỉ thôi. Còn nếu như mà có cái tính năng ship hàng thì Thắng không không có chắc chắn, vì cái đó thì nó không mục tiêu là về mua sắm ship shipping mà nó là cung cấp các cái dịch vụ địa phương thì nhiều hơn. Đó. Thì ví dụ các bạn muốn đến Hạ Long, các bạn muốn đặt tour chẳng hạn, thì các bạn có thể tìm đến Hạ Long, những ai đặt tour thì bạn có thể đặt tour trên đó, nó ví dụ thế. Thì nếu trong tương lai mà giá trị đồng pi khi mà Mainnet mở, chắc chắn Thắng sẽ sử dụng cái dịch vụ này để mà cung cấp những cái tour du lịch đến Hạ Long cho cô chú anh chị của bạn, nếu mà chúng ta có nhu cầu. Đó. Thì cái đó là cái mục tiêu chính mà Thắng muốn hướng tới trong cái thời gian pi nó open Mainnet, và chính cái thông tin tích cực như vậy nó sẽ làm cho cái giá pi, thậm chí kể IOU nó cũng tăng thôi. Thì Thắng sẽ nhìn thấy, mọi người có thể nhìn thấy là cái giá của IOUP nó đã tăng từ hôm trước có 40 mấy đô mà hôm nay nó lên 117 đô rồi. Thắng chia sẻ cái thông tin này cho mọi người không phải để mọi người thấy rằng là mình nên mua cái pi này hay mình làm gì cả, nhưng tóm lại là chúng ta thấy rằng cái thị trường nó quyết định bởi cái tâm lý và cái hành vi của con người rất là lớn. Cho nên mình sẽ nhìn thấy là nếu như pi lên mainnet thì mọi thứ nó sẽ rất là sáng tỏ, nhưng trong cái thời điểm này nếu như mọi người hỏi Thắng rằng pi có lên sàn hay không, thì rõ ràng nếu như pi lên sàn ấy, thì nó cũng sẽ phải chịu những cái biến động giống như là những cái đồng coin khác mà thôi. Và cái minh chứng rõ ràng nhất là cái PIOU trên sàn HTX, sàn Huobi cũ, là mình có thể nhìn thấy rằng cái sự biến động của nó rất chi là rõ ràng. Và nếu như các bạn muốn pi trở thành một cái loại tiền mà bị bơm thổi như vậy, thì rõ ràng đấy không phải là mục tiêu chính của mảng pi, mà cái mục tiêu chính của pi là trở thành một loại tiền tệ ngang hàng với các loại tiền tệ khẳng định khác, giống như tất cả những gì Thắng đã chia sẻ trong các cái tập podcast từ số 1 cho đến 107, hơn tầm một tập 100 tập podcast rồi. Rõ ràng là mình đã nắm được tất cả những cái thông tin về cái tiến trình của mảng pi, về cái mục đích của pi sẽ đưa số hóa như thế nào. Và nếu như chúng ta đã đọc sách trắng một cách kỹ lưỡng và chi tiết, chúng ta đã biết cái ví nào trên sử dụng để phân bổ, ví nào sử dụng cho thanh khoản, ví nào sử dụng cho quản lý, đó thì người ta đã phân chia rất là rõ ràng như thế, thì mình đọc mình sẽ hiểu tất cả mọi thứ thôi. Còn tất nhiên là trong cái quá trình phát triển như thế này, mình rất là khó có thể nói chính xác được là cái hướng đi của Pi nó sẽ thành công ở mức độ nào, nhưng chắc chắn là nó sẽ thành công. Đây là cái quan điểm cá nhân của Thắng như vậy, và đây là một cái cập nhật rất là hay về cái chuyển đổi của cái ví Pi. Và chúng ta lưu ý rằng đấy, là người ta ghi rõ đây là Other Pi Core Team và Community App, tức là cái đơn vị Pi Core Team ấy và những cái app khác ở trong cộng đồng ấy, nó sẽ hoặc đã sớm được chuyển lên pinet.com thôi. Tức là chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là không chỉ cái ví Pi như thế này mà sẽ còn rất nhiều những cái thứ khác. Cái thông tin thứ hai mà Thắng muốn gửi tới cô chú anh chị các bạn, đó là trong cái mục Mainnet Checklist của chúng ta ấy, thì là nó sẽ có thêm một cái mục nữa gọi là cái mục Secure Your Account. Thì khi các bạn kích vào đây thì mình sẽ thấy rằng nó sẽ bắt buộc chúng ta phải verify bằng hai cách. Một là verify bằng phone number, tức là bằng số điện thoại. Hai là verify bằng Facebook. Nó sẽ yêu cầu chúng ta phải làm cái điều này để chúng ta đạt được một trong những cái bước Mainnet Checklist là bước số 5. Thay vì là trước đó có 8 bước thì bây giờ chúng ta có bước thứ 9 đó. Thì như vậy là nó sẽ yêu cầu chúng ta bổ sung thêm cái đó, vì chắc là họ nhận thấy rằng có rất nhiều người đã vượt qua Pi, đã vượt qua KYC, đã có Pi về ví, nhưng mà họ không xác thực cái thông tin này. Và trong cái tương lai nếu như họ bị hỏng điện thoại, họ không có cái cách nào để truy cập vào cái tài khoản của họ cả, thì đấy là một cái điều rất chi là đáng tiếc nó sẽ xảy ra. Và cái việc này nó sẽ làm thất thoát đi cái nguồn cung của Pi, bị ảnh hưởng rất là nhiều. Vì hầu hết chúng ta chắc chắn 100% chúng ta chưa ai nhận được phí Pi trả lần hai cả, nên là chúng ta sẽ bị thất thoát rất là nhiều. Ví dụ thường thường chúng ta có 1.000 Pi thì chỉ được trả khoảng đâu đó khoảng 200, 300, 400 là cùng, ví dụ rất là nhiều. Ví dụ như 300 mất còn 700 Pi vàng, thì cái Pi vàng đó trong tương lai nếu như những cái rep của bạn vượt qua KYC, hoặc là những cái người trong vòng chồng mật vượt qua KYC, thì cái Pi đó sẽ được trả về ví của bạn, nhưng cái thời điểm đó bạn không làm thế nào để bạn có thể truy cập vào cái tài khoản của bạn được nữa. Như vậy đó là không phải là cái điều mà mảng Pi nó mong muốn, cho nên cái tính năng này người ta đưa thêm vô đây để chắc chắn chúng ta có thể xác thực. Thì khi bạn kích vào đây thì nó ghi rất rõ là cái số điện thoại của bạn đã được xác thực rồi thì thôi. Một cái trường hợp nữa nó là kích vào đây nó sẽ ra cái Facebook này, thì mình kích vào Facebook nó cũng sẽ vào Facebook luôn, thì nó sẽ ra cái mục gọi là tải cái Pi về. Thì cái đó hiện tại này nó vẫn phải áp dụng ở trên cái điện thoại thôi, chứ chưa ứng dụng được cho cái trang, cho cái phần trên Pinode như này đó. Thì cái đó là cái câu chuyện của tương lai, còn bây giờ thì mình cứ vẫn phải làm đủ các cái bước này nha. Bây giờ nếu như chưa xác thực
cái thông tin này thì các bạn cũng sẽ không nhận được pi về ví đâu. Đó, các bạn sẽ lưu ý là phải hoàn tất cả các bước để chúng ta có thể được nhận pi về ví. Đó, cái điều như vậy.